như mình hôm nay công hàng 56 giả gỗ, nhựa giả gỗ của nhà Haroma vừa về. Bây giờ tất cả những dòng 56 của nhà Haroma giá đang rất là hợp lý thôi, chỉ có hơn 100.000 hoặc là dưới 100.000 một ít thôi là chúng ta đã sở hữu một cái tấm nhựa 56 như thế này rồi. Và nhân tiện đây thì Hạ sẽ đập hộp cho anh chị em mình cùng xem về mặt chất lượng của tấm nhựa 56 nhà Haroma nha. Đấy, đây một hộp tấm nhựa 56 nó sẽ được thiết kế như thế này. Bản rộng của tấm nhựa 56 sẽ là 19,5 cm. Đây anh chị em nhé, sau khi trừ hèm là 19,5 cm. Chiều cao của tấm 56 này đang có là 14 mm như thế này này. Đấy, và chiều dài thì đang có là 3m hoặc là 3,5m để phục vụ anh chị em. Mỗi một lần công về thì sẽ thường là những công to nhất, công 40 feet như thế này để phục vụ anh chị em nhà mình làm tường, làm trần. Tấm thì dài và mặt trước của nó đây mọi người này. Mặt trước của tấm nhựa 56 thì thường là những cái vân nhựa giả gỗ như thế này. Đây là nhựa giả gỗ nha anh em. Đấy, thế cho nên là nó có thành phần hạt nhựa, nó chống được ẩm mốc, mối mọt, cong vênh. Bề mặt sau của nó sẽ là cốt nhựa trắng nguyên sinh như thế này, giúp an toàn và sức khỏe này. Bề mặt sau này, chiều dài rất là dài để giúp cho nhà mình mà khi thi công mà không phải nối tấm. Anh chị em nào ở bên thiết kế, bên thi công, bên cửa hàng mà cần xỉ số lượng lớn, nhà Haroma có chính sách chiết khấu đang rất là tốt cho các anh chị em. Anh chị em nhà mình liên hệ trực tiếp với đội ngũ để có thể được cập nhật bảng giá mới nhất tại thời điểm bây giờ nha. Kho thì kho tổng, hàng vài nghìn mét vuông ở Hà Nội và ra hàng toàn quốc phục của anh chị em nhà mình. Nhớ là follow kênh để có thể cập nhật xuống vật liệu mới cùng với hạ Haroma nhé. Cũng đừng quên là cập nhật chương trình ưu đãi mà Haroma dành tặng anh chị em nhà mình vào thời điểm này nhé. Cảm ơn anh chị em nhà mình rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.